Ok, chào anh mình nhé, chúng quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì em nhìn đấy, mình đang có mặt ở đâu thì chắc là anh em cũng khá là quen rồi, đúng không? Đó, thì với số 4 ngày hôm nay ấy, thì mình đang có mặt ở trên con, chính xác luôn là con TDTC. Với số 4 15M thì mình sẽ vào mình triển khai, hướng dẫn anh em bắt con cầu M25 dòng đỏ anh nhé. Hiện tại thì đây, đây là có một quả cầu 6 bệt này. Ui dồi, bệt vừa rồi anh em thấy không? Bệt tụi nó dài như cái gì thì anh em cũng hiểu vấn đề rồi đấy. Dài vãi chưởng em ạ, thật sự luôn. Điểm ngang hôm nay là cầu về bệt siêu dày, siêu bệt luôn. Rồi thì con này thôi mình sẽ bẻ nó xỉu nhé. Và vào thì mình cứ đánh làm luôn 5 mét đi. Cầu này 22 khá là đẹp. Thường thì cầu sau có cầu bệt mà chạy 22 thì mình nghĩ là nó cũng khôn thôi. Chứ cũng để nói là không khôn thì cũng không đúng đâu. Nói thế thì cũng nói chứ còn cũng hơi run run như vậy. Cầu kèo thì cũng chưa chắc được điều gì đâu anh em ơi. Nhà thôi, cứ để xem ra cái gì. Đi như thế nào đúng không? Cầu kèo mà ổn áp đi qua thì nên được luôn thì là ngon, còn không được thì lại phải chấp nhận là bình tĩnh mà tính toán lại thôi. Rồi để xem vừa vào đầu tiên thì có làm được con lụm được không hay lại gãy đây. Chị em muốn xỉu cho mình nhé. Thôi hỏng rồi. Ôi may quá anh em ơi, cứ tưởng chân 5 thế nào vẫn chân 4 anh ạ. Rồi. Thế thôi anh em ạ, đời nó chỉ đơn giản như thế thôi. Rồi vừa vào thế này là trông mà nhìn nó hơi khoai khoai, cứ tưởng là hỏng nhưng mà vẫn cứ diện vẫn cứ là ok đấy. Nhưng ngày hôm nay thì anh em hiểu vấn đề là tôi gọi là bú đến cỡ nào rồi đúng không. Tiếp tục với con này ở đây thì nghe thì có vẻ là khó chứ mình nghĩ là nói là khó thì cũng không phải là khó đâu, nên là con này mình sẽ theo tiếp luôn của cầu 22 đi. Tại vì thường cầu bệt thì nó đi khá là khôn, mình cũng không dám bẻ bẻ cũng không được mà theo cũng không xong cái này thì mệt đấy anh nhỉ, cũng mệt đấy, xem chừng nào cũng có vẻ nhức đầu đấy. Rồi thôi nên là cứ từ từ cái này, từ tốn tí oánh cứ chậm chậm tí cho chắc còn hơn là mình đánh to oanh mà nó lại gãy đúng không ạ. Nên là thôi xem thử xem nào, nhát này gọi là cũng là một trong những cái phát mà mình thấy là cũng hơi căng thẳng đấy. Vừa nói xong à, là cầu kèo lại khó rồi anh em ơi. Đúng là không dễ như mình nghĩ anh em ạ. Không như là mơ, cuộc đời là vẫn cứ sai phần thôi. Cầu nó đẹp như mơ thì lúc đấy thì nó gọi là gì? Ai nó gọi là còn gọi là cầu nữa. Lúc đấy nó lại gọi là cái gì rồi. Nhưng tiếp tục con này mình sẽ theo tài nhá. 3 mét đi. Đánh cố gắng là lên được càng nhiều càng tốt thôi anh em ạ. Chứ cũng không thể khẳng định được là cầu có gọi là chắc chắn được không. Để nói chắc chắc chắn 100% thì có mà mơ, chỉ có tự tạo ra game tự chơi thì mới có cái chuyện là cầu nó đi đẹp đi chắc chắn 100% thôi. Chứ còn điểm nói là đánh những cái cầu sau bệt như này ấy, thì có thể nhiều lúc cầu đi rất đẹp nhưng ngày hôm nay cầu lại không đúng như cái ý mong muốn của mình đúng không đấy. Lúc đấy nó lại thành một câu chuyện khoai luôn, lúc đấy lại lúa ngô khoai sắn như cái gì đấy thì nó lại là khác anh ạ, đau đầu lắm, không đơn giản đâu anh em ơi. Rồi, vậy là quả này xem thử này. Ui trời ơi, 5-4 ra 1 nữa. Ai, trời ơi. Thấy không ạ? Anh em thấy không? Đau đầu không? Quá đau đầu với quả cầu luôn. Nhưng mà không phải đơn giản đúng không? Để đánh được một quả cầu chuẩn chỉ, chính xác thì nó làm cái gì đó rất là khó luôn. Thế nên là mình đánh thì cứ bình tĩnh thôi. Nhiều khi mà nói là cho nó dễ dàng thì không có chuyện dễ đâu. Dễ thì ai không, ai người ta cũng đánh rồi chưa đến lượt mình. Rồi thì con này thôi mình cố gắng là bẻ luôn con xỉu nhá. Con này thì còn 6 mét thì vào lốt đi, vốn nó hơi bé một tí nhưng mà thôi thì cũng mong mà đen đen hay là gãy gãy thì cũng phải cho thêm một tay nữa đánh cho nó đỡ mệt, chưa để vào cầu này em đánh quả nhức đầu và cũng hơi vội anh ạ, cũng là hơi vội đấy. Để xem liệu có lụm được con xỉu hay không. Không lụm được là khó này. Thật sự luôn, tại vì ngày hôm nay cầm mới vốn là hình như là 18 mét à. Hay là 28 gì đấy thôi, cứ để xem anh ạ. Cứ để xem đã, may quá. Đến cái con gọi là gần như là con quyết định của mình thì các cụ cũng gọi là thương. Đúng không? Người ta đã nói rồi đúng không? Cô mà đã thương thì làm người thường vẫn cứ là khó đúng không? Rồi, tiếp tục con này ở đây lên là 20m7 rồi. Cũng gọi là có tí cá kiếm đúng không? Thế thôi em ơi, cần thì lại phải nghiên cứu lại, còn không cần thì lại đánh từ từ.
Con này đây 70 thì mình nghĩ là làm thêm một con xỉu đi. 1m2 nhá, để xem thế nào. Con này ở đây thì ok thì đẹp luôn đấy bạn. Nào, để xem thế nào ấy, chạy con này liệu có ổn không. Con này ở đây mà đi ok thì cũng ngon. Chứ con này mà gãy thì hơi dở. Nhỏ để xem nào. Con này thì thôi cố gắng là lên làm sao cho nó ổn 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 thỏa một tí thì nó là đẹp thôi. Rồi ok rồi nào, xem phát này lên đến đâu nhá. Con này mà lên ok bú được nữa thì lại lại là ngon. Xương cầu kèo mà nhiều khi mà khó khoan quá thì lại phải cân nhắc lại các bạn. Rồi thì con này ở đây thì đang chạy ở quả cầu 2113 đôi 7, mình sẽ về luôn con tài nhá. 1m840 đi. Nhà hạn có đánh 2m840 cũng được. Đấy, nói chung là tầm này thì mình sẽ cố gắng là bù lốt con này làm thêm con nữa đi. Đấy, đánh như thế này nó mới gọi là chất lượng này. Chứ đánh lom rom làm gì đâu nhá. Chơi nó không phải vướng em nhá. Không phải suy nghĩ làm gì. Cứ mạnh dạn lên mà đánh em ạ. Khó đâu thì lại sửa đấy. Không phải lo em ơi. Nhiều khi mà anh em lo quá thì nó mới là cái gì, nó mới là cái gãy. Còn lại cứ thoải mái mà đánh lên thì cầu kèo nó sẽ rất là ok cho anh em. Rồi, tiếp tục con này ở đây thì xem nào. Không biết là còn được đến đâu nữa nhỉ. Đến, ui dồi ôi, 532 anh em ơi. Đấy, thì thôi anh em ạ, cầu này nó tưởng là ngon ngon mà thế này thì nó có vẻ hơi bịp rồi. Nên thôi nhá, thì cầm 15 thì tôi lên 18 thì cũng bú được 3 mở. Nay thì cầu nó hơi xấu một tí nhưng mà thôi. Thế là cũng tạm tạm rồi anh em ạ. Đấy, thì có thể tham khảo nhá. Bye bye anh em.